Vâng ạ, xin chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Tất cả mọi nhu cầu về mua sắm các thiết bị âm thanh karaoke gia đình giá rẻ bình dân, các anh em liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline của công ty 0963889192 và 0965503357. Tiếp tục quay trở lại các anh em ở video ngày hôm nay, em lên một cấu hình combo karaoke test trước khi gửi đi cho anh Hưng, anh ở chợ trung tâm thành phố Việt Trì. Và bộ này thì chắc bây giờ 4 giờ hơn rồi, chắc là ngày mai em sẽ đem ra cảng em gửi. Em tìm xe gửi về chợ trung tâm thành phố Việt Trì cho anh Hưng. Cấu hình này gồm các thiết bị như là một đôi loa cây Kenwood, dòng loa cây. Hiện nay đôi này nó đang là cái dòng loa mà hay nhất trong cái tầm giá 5.500.000 đồng. Tí nữa em sẽ quay lại gần hơn một chút xíu. Và một chiếc đẩy QA1600 Pro. Mấy hôm nay em bắt đầu ghép những cái dòng này vì đẩy này bắt đầu về bên chúng em. Dòng đẩy 4 kênh, ghép cho anh Hưng căn đẩy 4 kênh, anh có thể đánh thêm được một đôi loa nữa. Một chiếc vang KM8 Epic Pro. Vâng ạ, một chiếc vang KM8 Epic Pro. Nó hoạt động và đáp ứng rất là tốt về cái mục đích karaoke. Và một bộ mic M12 Pro của Teleautic. Và đặc biệt trong cấu hình này em đã giới thiệu cho anh Hưng và đang có chương trình của công ty tặng cho anh Hưng một sản phẩm đi kèm, đó là một chiếc súp Martin 30 đi kèm một cấu hình combo này. Tổng bộ combo này là 18.100.000 đồng của anh Hưng và được tặng luôn một chiếc súp Martin 30. Và sau đây thì em xin phép được mở nhỏ đấy, giảm volume lại để giới thiệu về sơ qua những thiết bị. Như đầu tiên này, đầu tiên là đôi loa cây Kenwood. Dòng loa cây Kenwood đến từ Nhật Bản và con này sở hữu cho mình hai bát điện 25 đấy ạ, hai bát điện 25. Với hai con bát điện này nó đánh rất là tốt, hai cái bát thật luôn, không phải là dòng cộng hưởng cộng hiếc gì, để bát điện thật, nó đánh công suất là 350W rất là hay. Con chung này cực kỳ sáng nhá, chung cực kỳ sáng và rồng lộng. Chép giấy và tăng thêm một con siêu chép ở đây nữa, nó giúp cho cái giải chép vô cùng tí ta tí tách và những cái giai điệu, những cái nốt nhạc cao nó thể hiện rất là tốt. Hiện tại các anh em nghe được đây, tiếng chép tơi nhuyễn, cái đập máy chung sáng và hai con bát đánh rất là sâu. Cao 1m15 với cái form dáng màu đen như thế này, rất là dễ trưng bày. Màu đen thì thường để thể hiện cho cái sự quyền lực rất là mạnh mẽ. Đến từ đất nước xứ sở hoa anh đào, một đôi loa cây Kenwood tuyệt vời. Ghép vào đây một con đẩy QA1600 Pro là dòng đẩy 2 kênh. Vâng, phải nói là cái dòng đẩy 2 kênh này nó đã đáp ứng được rất là tốt về cái nhu cầu karaoke, đặc biệt là nó tăng cái độ thẩm mỹ lên. Và cái ngôn ngữ thiết kế nó hướng tới tương lai là những cái góc cạnh này, giống như con tàu vũ trụ ở ngoài không gian, ngoài hành tinh. Góc cạnh rất là sắc nét, 4 kênh đánh độc lập và 800W cho một kênh. Rất là mỏng gọn, các bạn có thể thấy cái mỏng, cái chiều sâu nó rất là gọn gàng. Vang KM8 Epic Pro là con vang KM8, hiện nay là con vang số chỉnh cơ hay nhất trong cái tầm 2.6 triệu đánh gia đình, trang bị đầy đủ. Màn hình cổng quang USB Bluetooth 5.1 và reverb nhạy, reverb rất là mượt mà. Xử lý 48 bit và 8 hiệu ứng tiếng mic này, con KM8 Epic Pro. Bộ mic karaoke muốn hay phải có một bộ mic chất thì em ghép cho anh Hưng một bộ mic Teleautic M12 Pro, dòng mic rất là cao cấp, tay mic các anh em thấy rất là gọn gàng. Và trong cái cấu hình này thì em sẽ tặng đầy đủ dây jack các anh em, như cái dây jack em kết nối sẵn đây. Mai em đóng gửi xe cho anh Hưng thì em sẽ bó vào và em cắm đầy đủ dây jack, và về anh chỉ cần nhấc đặt vào tủ kê hai loa hai bên. Chưa hết đâu ạ, món quà vô cùng giá trị tặng kèm cho anh Hưng đó là một con súp Martin 40. À, em xin lỗi, con Martin 30. Con súp Martin 30 này là dòng bát hầm ở sâu bên trong. Nó là cái dòng mà ra mắt mới nhất của năm nay. Với cái dòng này thì là màu sơn đen sần này. Chất âm của nó cực kỳ sâu, mềm mại, uy lực, công suất đạt 270W, phối hợp rất là tốt cho cặp loa Kenwood này. Vậy nên một bộ combo này chỉ với trên 18 triệu đồng, 18.100.000 đồng. Và anh Hưng có ngay được một món quà vô cùng giá trị đi kèm. Và sau đây thì em xin cố định máy lại để mời anh Hưng và toàn thể các anh em chúng ta cùng lắng nghe và kiểm định và kiểm âm chất lượng của cái bộ combo này.
Ok, và giờ đây em cũng xin được khép lại video ở đây để đóng hàng chuẩn bị ngày mai ra cảng gửi lên chợ trung tâm Việt Trì cho anh Hưng một cấu hình combo mà đang nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi đi kèm. Các anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số hotline công ty để chúng em tư vấn thêm về cấu hình combo này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em. Các em nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ và ấn chuông thông báo để đón nhận những video mới nhất của bên Zika Audio chúng em. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em rất là nhiều.